Khủng long, ở nhà anh đội trưởng Mỹ có một loại kẹo có thể gia tăng được sức mạnh. Các người hãy đi qua đó lấy số kẹo đó về đây cho ta. Wow, kẹo gia tăng sức mạnh hả đại ca? Được được, đại ca cứ yên tâm, để tụi em lo vụ này. Đại ca ở nhà chờ tụi em nha, tụi em sẽ đi lấy kẹo về cho đại ca. Bi 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 bi. Ai mua kẹo không? Kẹo dẻo thơm ngon đây. Ai, sáng giờ chưa bán được kẹo nữa, bây giờ mình phải ăn sáng thôi. Đây, ở đây có một cây kẹo mút rất là thơm ngon luôn nè. Rồi, ăn thôi nào. Nhâm 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 nhâm. Wow, kẹo này rất là giòn mà ngon luôn. Nhâm nhâm nhâm. Ngon quá, ngon quá. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ ăn cái kẹo này nha. Đây là kẹo trong trống nè. Rồi, ăn thôi. Nhâm nhâm. Wow, kẹo ngon quá, ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn kẹo dẻ con vịt. Rồi, mở ra nha. Đây. Wow, kẹo dẻo con vịt rất là thơm luôn. Nhìn ngon chưa nè. Rồi, bên trong là có nhân nữa nha. Đó, đây là nhân cam. Wow, mứt cam nè. Rồi, ăn thôi, ăn thôi. Đói quá rồi. Nhâm nhâm nhâm. Wow, thơm quá à. Nhâm nhâm nhâm. Rất là dẻo luôn á nha. Anh đội trưởng Mỹ ơi, tụi em tới rồi nè. Ồ, Bully tới rồi hả? Anh có nhiệm vụ giao cho các em nè. Dạ, có nhiệm vụ gì khẩn cấp mà anh kêu em qua liền vậy? Đúng rồi, nhiệm vụ lần này rất là quan trọng. Ở đây anh có hai loại kẹo rất là đặc biệt. Đây là kẹo Micro thần kỳ. Rồi, các em hãy mang lên xe đi. Rồi, tiếp theo. Còn đây là kẹo dẻ trái cây siêu năng lực. Rồi, bỏ lên. Hai loại kẹo này khi ai mà ăn vô sẽ có một sức mạnh tiềm ẩn. Bây giờ các em hãy đi giao hai loại kẹo này cho anh siêu nhân nhện để anh siêu nhân nhện cắt giữ nha. Wow, hai loại kẹo này thần kỳ dữ vậy anh. Được rồi, anh cứ yên tâm, tụi em sẽ giao cho anh siêu nhân nhện. Mà anh đội trưởng Mỹ ơi, sáng giờ tụi em chưa ăn gì hết á. Anh có gì ăn không cho tụi em ăn với? Ồ, tụi em chưa ăn gì hết hả? Được rồi, ở đây anh có rất là nhiều đồ ăn luôn nè. Đây là xà lách tôm hùm nè, các em ăn thử đi. Wow, xà lách tôm hùm này nhìn ngon quá. Đâu, để em xé ra em ăn thử coi. Đó, xé đây nè. Ở đây có hai thanh luôn nè. Rồi, bây giờ em sẽ ăn trước. Nhâm nhâm nhâm. Wow, xà lách tôm hùm này ngon quá. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá, ngon quá. Rồi, tiếp tục. Bây giờ Bully Seben sẽ ăn nha. Nhâm nhâm. Wow, ngon quá đi. Nhâm nhâm nhâm. Xà lách tôm hùm của anh đội trưởng Mỹ ngon quá à. Ở đây anh còn cái kẹo này nữa nè. Nè. Đây, kẹo kem Michelin đó nha. Rồi, các em ăn luôn đi. Wow, cái kem nhìn ngon quá. Đâu, tụi em sẽ mở ra ăn thử nha. Ô, thơm quá đi. Quá, wow, cái kem này thơm mùi sữa nè. Đâu, ăn thử coi. Nhâm 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 nhâm. Bên trong này có nhân nữa. Nè anh Bully Seben, ăn đi. Nhâm nhâm nhâm. Wow, đồ ăn của anh đội trưởng Mỹ ngon quá à. Ở đây anh còn cái kẹo này nữa nè. Đây. Đây là kẹo trái cây á nha. Rồi, các em ăn luôn đi. Ô, anh đội trưởng Mỹ cho tụi em nhiều kẹo quá à. Đâu, em mở ra coi. À, đây là kẹo dẻo trái cây á nha. Rồi, mở ra. Wow, dài quá. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử miếng. Nhâm 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 nhâm. Wow, có vị dưa hấu rất là thơm luôn. Tiếp tục. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá. Em cảm ơn anh đội trưởng Mỹ. Không có gì đâu. Thôi các em đi làm nhiệm vụ đi. Dạ. Bây giờ tụi em sẽ đi qua nhà anh siêu nhân nhện. Bi 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 bi. Chúng ta đã thấy được kẹo gia tăng sức mạnh của đại ca rồi. Dí theo. Bi 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 bi. Nè các bạn Bully, hãy đứng lại đó. Ủa, có chuyện gì vậy hả khủng long? Mình chỉ muốn các bạn đưa số kẹo đó cho mình thôi, không có gì đâu. Không được đâu. Số kẹo này mình phải đi giao cho anh siêu nhân nhện, không có đưa cho các bạn được. Đừng nhiều lời nữa, mau lấy kẹo đi. Số kẹo này là của tụi mình. Ôi da, đau quá, sợ quá, mau chạy thôi. Lấy được số kẹo rồi, thiệt là dễ dàng, mau mang về cho đại ca thôi. Được rồi, đi về nhà thôi. Bíp bíp bíp, lần này đại ca sẽ trọng thưởng cho tụi mình. Bíp 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 bíp. Đại ca ơi, tụi em về rồi nè.
À, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Bây giờ ta sẽ ăn thử cái kẹo này nha. Wow, ăn vô ta sẽ gia tăng được sức mạnh của ta lên. Rồi, xé ra, xé ra. Chẳng mấy chốc ta sẽ trở thành người mạnh nhất. Wow, kẹo dẻo chồng chống trái cây này nhìn đẹp quá đi. Ăn cay, nhâm 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 nhâm. Wow, vị trái cây thơm ngon quá. Nhâm 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 nhâm. ngon quá đi. Wow. Ta có cảm giác như là cơ thể của ta đang mạnh lên. Bây giờ ta sẽ ăn tiếp cái kẹo này. Đây là kẹo Mikaro. Wow, có thể bật được đèn luôn nè. Đó, sáng đèn rất là đẹp luôn á nha. Wow, còn cái này là cái còi hả? Hay quá, hay quá. Thổi rất là hay luôn. Bây giờ ta sẽ mở ra ăn thử coi. Xé ra. Wow. Thơm quá. Kẹo này rất là đẹp luôn. Rồi, ăn thử coi. Nhâm 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 nhâm. Wow, giòn mà ngon quá đi. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá, ngon quá. Bây giờ ta sẽ đi thử coi xem ta có sức mạnh chưa. Wow. Ta thiệt là mạnh quá đi. Hey, ăn sáng thôi, ăn sáng thôi. Bây giờ mình sẽ ăn hồ lô bò nha. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá. Ăn hết 4 viên này luôn. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá, ngon quá. Tiếp tục, mình sẽ ăn nem tôm nha. Xé bịch nem tôm này ra. Wow, thơm quá, thơm quá. Rồi, ăn thử coi. Nhâm nhâm nhâm. Wow, cay mà ngon quá đi. Nhâm 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 nhâm. Wow, no rồi, no rồi. Bi 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 bi. Anh xin nhân nhạn ơi, anh xin nhân nhạn ơi. Ủa, Bồ Lê, em tới rồi hả? Kẹo sức mạnh đâu rồi? Dạ, anh xin nhân nhạn ơi, trên đường tới đây em bị khủng long cướp hết số kẹo sức mạnh rồi. Cái gì? Kẹo sức mạnh nó bị cướp hết rồi hả? Rơi phải vào tay của khủng long thì rất là nguy hiểm. Bây giờ phải làm sao đây? À, anh có cách rồi, anh có cách rồi. Đây là thạch giảm sức mạnh nha. Đó, khi ai ăn phải thạch này sẽ không còn sức mạnh nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lên kế hoạch dụ khủng long và Godzilla ăn những cái thạch này. Anh đã có kế hoạch rồi, Bully. Bây giờ em hãy chở anh tới nhà Godzilla ngay. Dạ, đi thôi nào. Bi 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 bi. Nè, Godzilla, hãy mau trả lại kẹo đây cho tụi mình. Siêu nhân nhện đó à. Bây giờ mình đã trở thành người mạnh nhất rồi. Bạn đánh bại mình đi, rồi mình sẽ trả lại kẹo cho. Chưa chắc đâu. Số kẹo này của bạn chỉ bằng một nửa sức mạnh của mình thôi. Tại vì mình đã ăn thạch ác quỷ rồi. Bây giờ mình mới là người mạnh nhất. Hả? Còn một loại đồ ăn có sức mạnh còn mạnh hơn cả kẹo này nữa sao? Vậy là cái đồ ăn này là của mình. Nhâm 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 nhâm. Bây giờ mình đã trở thành người mạnh nhất rồi. Ui da, Godzilla đã mắc bẫy của mình rồi. Hả? Cái gì mắc bẫy là sao chứ? Bạn còn chưa hiểu hả? Hãy xem sức mạnh của mình đây. Ui da, sao sức mạnh của mình đâu mất tiêu hết rồi. Mình đứng dậy cũng không nổi nữa. Mau chạy thôi khủng long ơi. Đại ca chạy rồi, mau chạy thôi, đây chạy thôi. Yeah, vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Số kẹo này mình đã lấy lại được. Thôi, bây giờ mình về nhà đây. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo.